quý vị, bất chấp sự áp đảo của xe Nhật cùng với áp lực cạnh tranh đến từ các thương hiệu Mỹ, Đức, ô tô Hàn Quốc đang ngày càng lớn mạnh tại thị trường Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại thì dù chưa thể so sánh với xe Nhật hay Mỹ về số lượng mẫu mã, thương hiệu góp mặt tại thị trường Việt, tuy nhiên sức hấp dẫn của xe Hàn đối với người tiêu dùng đang ngày càng gia tăng. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cùng bảng thống kê doanh số bán xe của Hyundai thành công, có thể thấy số lượng người Việt chọn mua ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc đang tăng lên. Cụ thể, năm vừa qua, các dòng xe mang thương hiệu Hyundai do Hyundai thành công phân phối tại Việt Nam đã trao được hơn 63.500 xe đến tay khách hàng, tăng 106% so với năm 2017. Xét về doanh số bán theo từng thương hiệu ô tô tại Việt Nam trong năm 2018, Hyundai chỉ xếp sau Toyota. Trong đó, hai dòng xe du lịch cỡ nhỏ Grand i10 và Accent đã chiếm hơn một nửa doanh số bán của Hyundai thành công trong năm 2018. Các dòng xe Kia do Thaco phân phối gây một sức hút lớn với người tiêu dùng. Năm 2018 đã có gần 30.000 xe Kia thuộc các phân khúc khác nhau được các đại lý Thaco Kia bán ra thị trường, tăng 31% so với năm 2017. Ngoài trừ mẫu Kia Optima, các dòng xe còn lại như Kia Morning, Cerato, Sedona hay Sorento đều có doanh số bán tăng cao hơn trong năm 2018. Đáng nói, Cerato, mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Việt Nam, đạt doanh số lên đến gần 12.000 xe. Trong số 5 thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam 2018, Hyundai, Kia lần lượt nắm giữ các vị trí thứ 2 và thứ 4. Điều này phần nào cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu xe đến từ xứ Kim Chi so với xe Mỹ tại thị trường Việt Nam, qua đó từng bước và hơi nóng lên các thương hiệu Nhật Bản. Trong những năm gần đây, mẫu mã thiết kế cũng như chất lượng xe hàng tại Việt Nam đang được cải thiện đáng kể. Hàng loạt mẫu xe như Hyundai Grand i10, Accent hay Kia Cerato, Optima, Sedona liên tục được nhà sản xuất cải tiến, nâng cấp thiết kế, công nghệ theo xu hướng ngày càng trẻ hóa, thời trang và tiện dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những mẫu mã mới như Hyundai Kona, Santa Fe thế hệ mới góp phần cung cấp thêm lựa chọn, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng yêu thích xe hàng tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi. Ở một số phân khúc trên thị trường, xe Hàn Quốc đang duy trì được vị thế nhờ sức hấp dẫn về kiểu dáng, công nghệ, tính năng nhiều hơn là xe Nhật, trong khi giá bán lại thấp hơn đáng kể. Điển hình như phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A, Hyundai Grand i10, Kia Morning chiếm hơn 75% thị phần. Hai mẫu xe này hiện đang lắp ráp tại Việt Nam với nhiều phiên bản, đồng thời giá bán cũng cạnh tranh hơn so với các dòng xe nhập khẩu như Toyota Wigo hay Suzuki Celerio. Phân khúc sedan hạng B chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Accent sau khi được Hyundai thành công nâng cấp và chuyển sang lắp ráp trong nước. Lợi thế về giá bán đang giúp cho Hyundai Accent vượt Honda City để gây áp lực lên Toyota Vios. Trong khi đó, ở phân khúc xe SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị, Hyundai Kona đang trở thành mối đe dọa đối với Ford EcoSport. Dòng xe gia đình MPV cao cấp vẫn được xem là sân chơi riêng của Kia Sedona. Với những nỗ lực trong việc cải tiến sản phẩm, các thương hiệu xe hàng đang từng bước gia tăng sức hấp dẫn tại thị trường Việt Nam.